vàng 2021, show phát thanh truyền hình tương tác dành riêng cho giới mộ điệu cải lương với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Ban giám khảo nổi tiếng: thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ Thanh Hằng. Chương trình được phát sóng lúc 14 giờ thứ bảy trên kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, kênh FM 100.4 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, kênh FM 98.4 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, kênh BLTV Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu và kênh truyền hình HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. 13 giờ thứ tư kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Giải thưởng hấp dẫn: 100 triệu đồng tiền mặt, cúp mạ vàng danh giá bông lúa vàng. Chi tiết liên hệ hotline 0916 603090. Bông lúa vàng 2021, cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương. Xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương, giải thưởng bông lúa vàng do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Thưa quý vị, để có thể là vượt qua được rất là nhiều thí sinh bước vào top 60 thì chắc là các thí sinh của chúng ta đã có những phần dự thi rất là xuất sắc. Ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi là những phần dự thi của 60 thí sinh xuất sắc bước vào vòng bảng non cuộc thi bông lúa vàng năm 2021. Thí sinh Biện Thị Kim Thuy, bài dự thi Nỗi niềm người nghệ sĩ, soạn giả Thanh Xuân. Tôi với anh cùng làm thân duyên khách, tô điểm cho đời bằng tiếng nhạc lời ca. Bao năm qua mình lìa xa xưa, một mớ hành trang mang theo bao nỗi nhớ. Dưới ánh đèn màu mà cứ ngỡ trong mơ. Anh cất thank you.
Võ Hồng Ảnh, bài dự thi tiếng dày trên sóc bơm bo, cố soạn giả Việt Châu. Ngày anh đi chiến đấu miền xa.
Bài dự thi Chúc Chị Ngày Buồn, soạn giả Đinh Phùng Tiên. Chiều nắng anh với em nếp bên thềm mưa hai đứa xem. Dù đôi ta mới quen chút kỷ niệm em không nỡ quên. Ngồi bên nhau trú mưa biết em về không ai đón đưa. Đường xa trơn lối thưa chúng ta cùng đi chung với mưa. Đường xa trơn lối thưa chúng ta cùng đi chung với mưa. Khi tiếng người đi mùa thu đang vàng sắc lá, lạnh lạnh gió heo mây nghe lá rung. Gọi cô nhân ơi, đã bao mùa mà nỗi nhớ chưa vơi, thu này nữa là mấy mùa cách biệt. Bước sang thuyền tôi phổ nghĩa tình xưa, hỏi cô nhân ơi phương trời nào có thân. Xin Nguyễn Văn Tây, bài dự thi Người Điên Yêu Trăng, cố soạn giả Việt Châu. Trăng ơi, bao đêm rồi ta nhớ mùa trăng. Sương khuya mờ rời, đồng trên ngàn lá, buồn ơi là buồn. Nhưng tại sao ta đã ngồi đây suốt một đêm thu, bốn bề giá lạnh mà dằn trăng khuya dằn khuất dạng giữa đêm sâu. Ta chờ đợi dần trăng anh bóng dưới trăng đầu, để ôm ấp một mảnh hồn si dài. Chờ đợi hoài mà có thấy trăng đâu. Ta cất giọng cười mà lá cha dòng châu, nước mắt tuôn rơi pha lẫn nước sông đầy. Ta tưởng chừng vừa nắp cạn chén men cay, để hồn mặn ngu hoài rồi nữa say nữa tình.
rồi là mất cả nguồn thơ, trăng vàng rơi thôi nào vô biên, ta nghe như đất lỡ trời nghiêng, gió lướt thước đưa hồn qua ngõ vắng, trăng khuất lâu rồi sao ta vẫn còn. Đặng Thị Quang và Dự Thi, Chiều Quê Mẹ, soạn giả Dũng Chi. Nguyễn Trương Thế Thành và Dự Thi, Bên Sông Vàm Cỏ, soạn giả Trọng Nguyễn. Chiều hôm sau, chiều hôm sau con chim sâu nó bay đi, bỗng dưng nó không về nữa. Cây bần cô đơn vắng mẹ cùng cô đơn, con sông dạm cỏ cũng lơ lửng ưu phiền. Mẹ mày lẩm nhẩm, chắc con chim sao nó bay qua đám lá tối trời, tìm bạn thăm bầy bên dòng sông Nhật Tàu. Con chim sao nó ở hay bay, đó là chuyện đời thường của nó. Vậy mà sao mẹ cứ âu lo ra vào thắt thẻo cho gánh cô đơn quặng nặng dài gầy.
nhớ ơi chiều năm xưa trong cơn gió nặng mưa dày. Thằng út như cánh chim bay về bên mẹ, rồi vội vã lên đường chưa kịp nói trọn câu. Lần đó là lần cuối cùng nó không về nữa. Lại một lương bên căn nhà nhỏ ven sông, con chim sao bay đi xe nỗi buồn sắng lại, gợi nhớ chiều xưa trong cơn gió nặng mưa dày. Về thăm rạch cát chưa qua đam lá tối trời nơi thằng út trú quân, để con gặp con chim sau con bảo nó về với mẹ cho gánh cô đơn với nhẹ ở bờ vai. Biển Long Hữu mùa này nhiều sóng vô, nhưng có con sóng nào bằng ngọn sóng lòng của người mẹ Long An. Dù chưa qua Đức Hòa Long Trị Mỹ Lệ, nhưng con hiểu Long An qua người mẹ anh hùng. Chỉ vài giờ bên dòng sông dàm cỏ và mấy lời chuyện trò trong căn nhà nhỏ của mẹ tôi, ôi Long An đã trở thành nỗi nhớ cho con thêm đổ dày từ tấm lòng ấy mẹ ơi. Thí sinh Trần Chí Tâm, bài dự thi Cánh Đồng Huyền Thoại, soạn giả Ngô Hồng Khanh. Tôi trở lại tìm em, cánh đồng xưa đã đi vào cổ tích. Trở lại rừng xưa mây trắng phù vắng đồi, chiều rừng buông mưa rơi rả rích. Em bảo mỗi chiều mưa là một khúc nhạc đời. Chiều băng khoăn chiều buông đồi vắng, khói quyện hoàng hôn mây sương chiều nhuộm trắng. Anh bỗng nhớ chiều xưa mưa trắng lưng đôi. Hối hả về đâu những cánh chim trời, anh tìm em giữa mênh mông đồi núi, dân trùng điệp núi đồi sao bình bỗng cô đơn. Mấy chiều trôi mây có băng khoăn thung lũng sâu, hoàng hôn bỗng chợt buồn. Anh vẫn tìm em cô gái sung phong áo bà ba giữa khung trời chốc lửa. Bến ấy
sống sự nào em che chở căng thương. Đêm tại đàn xuyên rừng em đi dưới mưa tuôn, ai sớt ai chia đường trơn dây nặng. Hẹn chờ nhau khi trăng non lúc vàng, ta sẽ về thăm lại. Xin Trần Văn Học, bài dự thi Tình Bộ Muốn Thôi, soạn giả Diệp Phạm Cỏ. Ví dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ. Nghĩa tàu kháng khi đã trót mang, sao bầu đành tâm dứt bò. Để kẻ tình chung năm cánh trường, dò gió thầm gọi tên ai mà nghe trăng trở bên lòng. Bầu ơi con cá rô thía còn quen ruộng quen đồng, trên chiếc thuyền coi tôi trèo bầu tát nước, vì mà bầu nợ quên cho đành cái mũi trước cái lấy sao. Nhớ những lần bầu ôm bầu đau, tôi phải lừa cả bỏ xương nấu cháo thương hàng cho bầu. Đôi cuốc vòng đồng tôi đều bầu mang, vì mà bầu nở sang ngang để mình tôi đơn lẻ. Nhớ có lần qua cầu tre bị te, tôi về gió dầu nhẹ nhẹ tôi sợ bầu đau. Nhà mình nghèo mái dột trước dột sau, chỗ khô ráo nhường bầu nằm, còn tôi lạnh lùng theo từng cơn gió băng. Dạy bố tôi mang còn lụa tơ tầm bầu mặc cái áo nhà quê, chưa cũng lành lặng như người. Vậy mà hôm nay bầu đành đón đi rồi, nước chảy liêu riêu cụm lục mình trôi liêu riêu. Bầu qua đò cái chăng nhỏ xíu bước còn rung, tôi một mình néo xuồng ở lại bên sông xưa. Con sông rộng ai biết bến nào trong nào đục, con người ta có khi vinh khi nhục. Chớ ngày bầu về đừng mặc áo da vai. Thí sinh Nguyễn Thị Nương, bài dự thi Tình Không Muộn, soạn giả Hà Nam Quan. Hồi đó đi bên anh dưới bàn tay, em thường chúng ta giùm cùng. Tôi là một
Thí sinh Nguyễn Thanh Ly, bài dự thi Nỗi nhớ Phong Điền, cố tác giả Phạm Văn Phúc. Mẹ ơi, Phong Điền trong con vẫn là thiêng liêng. Có người mẹ anh hùng bất phật trung kiên, Mỹ Khanh Trường Long, dấu chân con in khắp nẻo bưng biển. Mà mãi đến hôm nay chúng con mới tìm về bên mẹ. Mẹ là sức mạnh niềm tin dìu dắt con qua muôn ngàn gian khó. Đất lửa dòng cung ngàn năm vẫn nhớ ghi gắt mãi trong tim muôn thuở chẳng phai. Ơi lòng mẹ Việt Nam vô bên vô bờ, đâu quản nắng mưa mẹ sớm trưa chèo chống nơi mảnh đất Phong Điền còn lắm gian truân. Một mái tranh nghèo trên sông nước mênh mông, che ngọn gió đêm đông che mảnh áo cơn. Tiểu đội sáu người một mình mẹ thương mang, dầu dài ngắn đang trong mưa ngàn nắng lửa. Huỳnh Thị Bé Nhiên, bài dự thi Thoại Khanh Châu Tuấn, cố soạn giả Viễn Châu. Ai nức nở với dòng đàn tư mà nhạc sầu dương theo chiếc lá lạnh lùng. Đàn làm chi buồn lắm Thoại Khanh ơi, ta ra rất bồi hồi xa ngấn lệ. Cầm chiếc đàn lớn nghiêng dây cổng mẹ tìm người thương. Thank you.
dùng dây lông phim dần ngu hoài theo những giọt mưa rơi. Đường sang tề diệu dời xa xôi, tiếng ve ngân hòa lẫn tiếng sạc sào của những chiếc lá vàng bay giữa một chiều thu trên đường về. Bài dự thi quê chồng soạn giả trong quyển. Có một đêm em nằm mơ, thấy nước mắt mình trôi ra biển. Nước mắt màu ngọc bích sáng ngời, dòm lên lượn sông bò tới cửa nhà. Thành cây trứng cá đầy hoa trái trên cành. Giấc mơ không vui, em sợ mộng không thành. Sáng hôm sau má bảo em đi chợ nấu bữa cơm đãi. Dài mang em vừa tới trước hiên nhà đã thấy anh đứng dưới tàn cây trứng cá. Cậu Tám cười thật tươi, nói cái gì không rõ mà nước mắt em rơi như đám mưa chiều. Biển gành hào cái làm quê nhỏ, con sóng bò lên tới cửa mà bây giờ trở thành thị trấn đông vui. Vẫn còn những cái tên rạch dược mương cò kinh còng còng, xứ sở quê chồng là phố biển cuối dòng sông, nơi gặp gỡ của trăm điều suy nghĩ là những cao ốc chọc trời hãy càng ngày mai. Thương cho quê chồng vẫn nhớ về quê mẹ, thương cây trứng cá trước sân mùa trái chín đợi chờ. Có lần thấy má vui em hỏi sao hồi gả con, má không hỏi con. Bà cười thật tươi như bà tiên trong cổ tích.
Sinh, Huỳnh Văn Tánh, bài dự thi Không Là Khát Bụi, soạn giả Hoàng Song Việt. Khi anh chợt lắng tai nghe, tiếng chuông chiều vang vọng giữa đâu đây, từng đàn chim vội vã bay về trốn lạnh mùa đông. Xoay chiều giao đao giữa hư không, xoay bụi cát tung mù mịt cả bầu trời. Cuộc sống quanh đây luôn tưng bừng sóng động, có nơi đầy tĩnh lặng, chết nhìn về những cánh chim bay. Cố tìm nơi để tránh ngọn gió đông, mới hiểu thâm sâu ý nghĩa sự sinh tồn. Từ giả kiếp nhân sinh thì thiên hạ bảo nhau rằng em đã về nơi cát bụi. Nhưng đối với anh, dù em sống trong quãng đời ngắn ngủi, nhưng chính tự thân em đã vùi sông cát bụi phong trần. Trái tim em đã biến thành pha lê trong sáng vô ngần, thêm nửa đời xuân là nhịp cầu đạo lý, nâng bước cho chồng vượt qua bể trầm luân. Biết vậy nhưng anh vẫn ngần ngại bước chân, vì anh tự thấy bản thân anh đầy tội lỗi. Mảnh áo phong sương vẫn đầy cát bụi, từ 8 năm qua đeo đặng tới bây giờ, ai sống trong kiếp người, xin lắng nghe bao lời. Nhìn sắc màu pha lê người sáng và long lanh, sinh ra giữa nơi phong trần, thành pha lê đớn đau vô ngần. Đau thương chớ nâng nàng lòng, đường thân thang cứ mang mà đi. Dù qua núi cao sông dài, rồi tương lai giúp ta thành nhân. Thử thách nào em đã đi qua, tôi đứng lại nghe lòng mình tê tái. Muốn ôm lấy đau thương vào lòng mà đi mãi, giờ không có em để làm bạn đồng hành. Đối với anh sự cô đơn bây giờ mới thật sự lớn lao, và cũng chính vì nó mà tâm linh anh mòn mỏi. Nếu như giờ đây chỉ một lời em nói, thì anh sẽ mang đầy nghị lực để mà đi. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, thì Quốc Tuấn xin mời tất cả quý vị dành một ít phút cho đơn vị đồng hành cùng với cuộc thi Tỏa Sáng Tài Năng Cải Lương, giải thưởng Bông Lúa Vàng, công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Khô hạn sẽ qua đi, mưa sẽ đến, nước ngọt sẽ về, vườn cây cần phục hồi nhanh, ra hoa đều và nhiều trái đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn, hãy chọn một sản phẩm cho cây ăn trái đầu trâu một hạt mới với vi lượng kẽm thông minh, giúp nhà vườn giải quyết mọi lo toan. Đầu trâu AT1 giúp cây phục hồi nhanh, đầu trâu AT2 giúp
giúp cây ra hoa đều, đầu trái tốt. Đầu trâu Atiba giúp trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn. Thí sinh xuất sắc vượt qua vòng gieo hạt tiếp tục tranh tài ở vòng mạ non cuộc thi bông lúa vàng 2021. Ai sẽ giành được giải nhất, danh giá 100 triệu đồng và cúp mạ vàng thật? Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc tranh tài của các thí sinh bông lúa vàng 2021 được phát sóng lúc 14 giờ thứ bảy trên kênh AM 610 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, kênh FM 100.4 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, kênh FM 98.4 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, kênh BNLTV, Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu và kênh truyền hình HTV1. 12 giờ thứ hai, kênh FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. 13 giờ thứ tư, kênh AM 610 kHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Thi hân hạnh được sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Bông lúa vàng 2021, tỏa sáng tài năng cải lương. Thí sinh Bùi Minh Nhớ, bài dự thi Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi, soạn giả Huỳnh Ngọc Điền. Sông núi giang rần khúc hát xưa, chan chứa mặn nồng dòng thơ đưa. Phải chăng tiếng mẹ hiền nhắn nhủ, theo gió gọi đời ta sớm trưa. Việt Nam ơi, người là mẹ hiền yêu dấu, hai tiếng thân thương chan chứa dạng thâm tình. Tha thiết đời con nguyện sẽ giữ gìn, rừng Trường Sơn đã bao lần thay la, con vẫn nhủ thầm dù chiến đấu xa quê. Có những đêm lòng mẹ tay tê, thương chúng con hành quân gian khổ. Nhưng mẹ ơi, lửa căm thù đã sột soi lòng người lính trẻ, khi bọn xâm lăng phương Bắc qua bao tàn. Con ra đi, mẹ chớ lo gì cho con xa thành phố quê hương, xa căn nhà mái lá thân thương, còn nghe tiếng nói mẹ hiền, niềm tin con quyết giữ gìn. Dù biên thùy hay nơi đau xa, lời mẹ lưu theo bước chân con hành quân. Bốn phương trời chúng con tung cánh bay, cho nước non hát câu bình yên. Con sẽ trở về trong đoàn quân chiến thắng. Mẹ Việt Nam ơi, xin mẹ hãy yên lòng. Còn quân giặc cướp quê hương, chúng con thề quyết giữ gìn biên cương. Cho yên lòng mẹ hậu phương, tình vui tự khắc chiến trường nở hoa. Thí sinh Trương Văn Đỡ, bài dự thi Người Điên Yêu Trăng, cố soạn giả Viễn Châu. Trời khuya rừng rứt giọt
trở về chốn cũ để ta ngồi đây đợi cô nhân. Cười lên đi, cười nữa đi cho đất trời chuyển động, cười lên đi cho những giọt châu rơi rụng xuống dài gầy. Ta ở đâu mà lạc đến phương này, ta muốn khóc nhưng sợ người chê ta khiếp nhở, ta muốn cười nhưng sợ họ gọi mình điên. Hãy đưa ta về chốn cung tiên, mượn trăng thanh gió mát làm chuyện, và nằm gọn trong vòng tay ngọc nữ cho phút giây được quên mối ưu phiền. Ta vẫn còn đầy với số kiếp con người, nhưng thấy trắng nổi đen nhìn quen ra là, cho nên mọi người mới gọi kẻ cuồng tâm. Khi ta đi trắng vàng tỏa bóng, ngày ta về thí sinh Lê Thành Tuấn, bài dự thi Mưa Bong Bóng, cố soạn giả Viện Châu. Mưa rơi lạnh buốt khung trời, mưa bao nhiêu hạt, anh thương người phải. Cơn mưa ngày xưa vô tình rơi trên đường phố, hay tại trời cao khiến xui cho đôi mình gặp gỡ, cho nhớ cho thương trọn kiếp chẳng phai mờ. Từng giọt mưa chớ nặng nỗi mong chờ, mưa rơi rơi trên đường phố vắng, mưa thì thầm mong dáng nhỏ thân quen, mưa vắng đầy sợ nhớ sợ thương, mưa ướt áo cho bờ môi em thấm lạnh, mưa thì thầm như tâm sự cùng ai, mà mưa cứ rơi rơi hoài không dứt. Thank you.
đầu vào vai anh thì thầm khẽ nói, sợ tình mình cũng vỡ tan. Đừng vỡ tan như mưa bồng bông để khổ để sầu, tan vỡ mong chung đôi. Thí sinh Đào Thanh Diền, bài dự thi Núi Đôi, thơ Vũ Cao, cổ Võ Đồng Điền. Bài năm về trước em mười bài, anh mới đôi mươi trẻ nhất làng, xuân dục đòi đóng hai cánh lúa. Bữa thì em bơi, bữa anh sang. Em đến bên anh rồi anh sang bên đó. Làng anh làng em chỉ cách nhau một đoạn đường dốc nhỏ, ta đã yêu nhau không rõ từ bao giờ. Cái thuở mới giàu yêu ôi hạnh phúc tuyệt vời, lối nhỏ ta đi giữa hai sườn núi. Tôi ngọn đến làng gọi núi ở đôi, nước mắt nó non rồi em cười khẽ nói, núi chồng núi vợ đứng sông đôi. Nhẹ vuốt tóc em anh bồi hồi đáp lại, thì ở nơi này mình cũng có đôi. Nguyễn Minh Nhật, bài dự thi trích đoạn Đêm Lạnh Chùa Hoang, soạn giả Yên Lan. Mây trắng bay, lá rụng đầy sân vàng, thương nhớ về đâu, nghe lòng dương sầu thương thiết tha. Dân mình mờ xa vắng nhau, bao thu đã bên nhau, sao dân mình mờ xa vắng nhau. Dân dân đó là nói thầm lặng xót xa, mà tôi không bao giờ hờn trách. Vậy thì xin Lê Hồng Miên đừng dội trách tôi là một kẻ vô tình. Tôi đã yêu và đang khổ lụy riêng mình, khi đã đánh mất một anh hình tuyệt diệu mà tôi đã từng gìn giữ bấy lâu nay. Chợt hiểu ra thì mộng mị đã tan rồi, tôi lội thổi đi vào trong mưa bão như tên hành khách đang lạc loài cô độc, chẳng biết nơi đâu là quán trọ của linh hồn. Phải rồi, mình là hai kẻ giống như nhau, hai tâm sự cùng mang chung niềm đau khổ, hai cánh chim bay
rồi bâng khuâng rồi cam lụy giữa đêm nay. Ngoài kia bỗng nhiên theo mây sầu trở lạnh, chợt như mùa thu đã chết rồi. Em ơi kẻ diễn hành trong cô độc, chẳng có người yêu để mài áo ngự hàng. Nhưng Lý Hồng Miệng ơi, dẫu sao thì tôi cũng cảm ơn người. Người đã dành tặng cho tôi tình cảm nắng sâu. Nếu như chúng ta không chọn duyên kim cài thì mình mãi là đôi bạn tri âm. Thí sinh Trần Hồng Thẩm và dự thi Bạch Thu Hà, cố soạn giả Việt Châu. Trong khói hương mơ màng tung bay, đêm tông cao hồ buồn nhớ. Mấy phương trời duyệt chúc mai biết chuyến xa rồi, ai biết đâu một lần chia tay duyên thế cam chịu nhiều đắng cay. Mỗi sầu bao thoáng trôi, ly tan như tiếc muôn đời bao đắng cay. Tháng chân gió lan ơi đôi ngả xóm thương quyên ương ra canh, thiếp đành cam gầy gánh chung tình. Nón xa tắt thiếp nghẹn ngào tim ruột bầm nhang, rêu bước theo đám quân cánh đến trước tùng đình, thiếp ngập ngừng chưa dám bước vào trong. Bởi thiếp đây đổ vẫn ngờ rằng gió đông sơ đã ra người thiếp. Thí sinh Hà Bộng Linh, bài dự thi Như loài hoa ấy, soạn giả Hà Nam Quang. Ba ngã sông chia ba dòng nước, bóng lục bình bơ ngơ tròn dòng lục bình cung
muốn chọn cho mình một bên. Nhưng lại ngại dòng trong đục rồi mai. Bên chờ gò qua sinh Ngô Huỳnh Quang Huy, bài dự thi Đêm Lam Sơn, cố tác giả Phạm Văn Phúc. Ôi, hùng chỉ hiên ngang cả một dải giang sang cơ đồ nước đại việt. Sầu binh biến nghẹn ngào, ta nói tiếp mộng đồ dương. Trời đất chi linh như triệu nặng nỗi căm hờn. Ta phải nếm mật nằm gai giữa núi rừng Lam Sơn cô tịch. Vậy mà quân giặc nào biết nào hay đó chỉ là một lê lai dùng. Ta đồ khổ sống quyết làm nên chí lớn, nhưng một bước thân chinh đành gục ngã chốn xa trường. Nhìn máu khăn rơi mà chàng
thời ta từng thét gió gào mây, để đến hôm nay phải nén giả căng chuồng, khóc một chung thần vừa ngã xuống đất Lam Sơn. Còn đau đớn nào hơn khi âm dương xa cách? Lê Lai ơi, dũng khí của Khanh thật sáng ngời, gương trung liệt. Ta phải làm gì để báo đáp thâm ân? Phải rồi, ta xin thề sẽ giết sạch lũ xâm lăng, ta sẽ thét vang cho đất bằng dậy sông, ta sẽ dùng gươm cho gió gào xâm đồng, ta sẽ tưới cỏ cây bằng máu nóng của quân thù. Cho rừng núi Chí Linh xóa sạch rừng thu thai áo mới, ta lại đến nơi này cùng uống rượu với Lê Lai. Càng chén tan bồng vui cỏ cây, để sống lại phút giây bên người dùng tương. Mong Bá Đồ Vương sẽ làm nên nghiệp lớn, dẫu bây giờ còn quay quắt trong rừng sâu. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhi, bài dự thi Điệu Buồn Phương Nam, Anh Kiệt, Vũ Đức Sao Biển. Soạn giả Diệp Vàm Cỏ.
dầu tình bầu muôn thôi. Bộ gieo tiếng dự để rồi bộ ra, bộ ra rồi ta thức suốt đêm nay, ngồi ngắm lại nhân tình thế thay. Bầu ơi cây nghĩa tàu khăn, ai đã trót mang sầu bầu đành tâm dứt bỏ, để kẻ tình chung cánh trường dò dò thầm gọi tên ai mà chẳng trở bên lòng. Bầu ơi con cá rô thia còn quen ruộng quen đồng, trên chiếc xuồng cuối tôi chèo bầu tát nước, vậy mà bầu nỡ quên cho đành cái mùi trước cái lấy sao. Nhớ những lần bầu ôm bầu đau, tôi phải lừa cá bỏ xương nấu cháo thương hàng cho bầu. Tôi cuốc giống đồng tôi đèo bầu mang, mà nay bầu nỡ sáng ngang để mình tôi đơn lẻ. Còn lúa tơ tầm bầu mặt, cái áo nhà quê cũng lạnh lặng như người. Vậy mà hôm nay bầu đã đi rồi, nước chảy liêu riêu cũng lục bình trôi liêu riêu. Bầu qua đò cái chân nhỏ xíu bước còn rung, tôi một mình neo xuồng lại bên sông. Con sông rộng ai biết bên nào trong nào đục, con người ta có khi vinh khi nhục. Ngài bầu về đừng mặc áo giá dây. Thí sinh Trần Thị Hồng, bài dự thi Lá Trầu Xanh, cố soạn giả Viễn Châu. Trái tay sao chẳng muốn bước mà già cũng không ở lại. Trời ơi nỗi khổ đau của một người con gái, 18 xuân xanh đã mang mối tình. Đến đây thì thời lượng dành cho cuộc thi tỏa sáng tài năng cải lương, giải thưởng bông lúa vàng do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cũng đã hết. Quốc Tuấn cũng xin nhắc lại để quý vị chúng ta có thể là tiện theo dõi bông lúa vàng vào lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các đài liên kết khác. Đến đây thì Quốc Tuấn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.